như danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay thứ ba ngày mùng 2 tháng 7, cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo hạt chúng ta quy tụ nơi đây để chúng ta tôn vinh lòng thương xót Chúa. Đồng thời chúng ta dâng tế lễ tạ ơn cảm tạ tình thương của Chúa luôn luôn yêu thương, chăm sóc gìn giữ chúc lành cho chúng ta trong suốt tháng vừa qua. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta cũng mang có nhiều lỗi lầm thiếu sót, giống như đoạn sách ngôn sứ Amos chúng ta ngày hôm nay. Dân Do Thái là dân riêng của Chúa, được Chúa yêu thương giải phóng họ khỏi ách nô lệ ở bên Ai Cập, ban cho đất hứa và rất nhiều những ân huệ khác. Thế nhưng mà dân Do Thái ngỗ ngực, cứng đầu cứng cổ, vẫn chạy theo các ngẫu tượng của các dân tộc chung quanh. Ngôn sứ Amos đã nhắc nhở cho họ, nếu không sám hối trở về, họ sẽ bị tiêu diệt như Sodoma Gomorrah ngày xưa. Chúng ta cầu xin Chúa cho lời Chúa vẫn gửi đến cho ông ta sứ điệp sám hối, để cho dẫu chúng ta cũng không có làm gì lớn lao hay là làm gì nặng nề tội lỗi, tuy nhiên chắc chắn nhiều khi chúng ta vẫn nơ hở, chúng ta chế đáp lại lòng thương xót Chúa dành cho chúng ta, để thể hiện lòng thương xót đó trong gia đình, trong môi trường sống của chúng ta. Thì giờ đây chúng ta chân thành thống hối về mọi lỗi lầm trong quá khứ, trong tháng vừa qua, xin Chúa thánh tẩy tha thứ, để thế lễ chúng ta giờ đây Chúa xứng đáng được Chúa chấp nhận. Thế lễ chúng ta giờ hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và Thánh Giuse cầu bình an cho các ân nhân nội viên còn sống cũng như đã qua đời. Xin ơn chết lành, cầu cho thế giới được hòa bình, xin đi được được bình an, xin giấy tờ suôn sẻ, xin bán được nhà đất, xin được công ăn việc làm. Xin ơn chết lành hồn xác, xin ơn chết lành, xin ơn hoán cải, xin ơn bình an, xin cho xây dựng nhà tổ được bình an, xin cho việc thi cử tốt đẹp, xin ơn điệp nhất ơn bền đỗ ơn hoán cải, xin lễ như ý. Mừng sinh nhật 90 của cụ bà Teresa, cầu cho linh hồn Giuse, Maria, Vinh Sơn, Thomas, Anton, Micae, Paulo, Ferro, Alfonso, cầu cho linh hồn Đa Minh, Ferro, Anna, Joan Bautista, Giuse, Maria, Ferro, Paulo, cầu cho Anne, cầu cho Giuse, Maria, Anna, cầu cho linh hồn tổ tiên ông bà, cha mẹ và các linh hồn. Mỗi người chúng ta cũng dâng lên Chúa nguyện của chúng ta trong thánh lễ hôm nay, và dừng lại giây lát chúng ta cũng thống hối về mọi lỗi lầm quá khứ, xin Chúa thương tha thứ, để thánh lễ chúng ta dâng lên Chúa hôm nay xứng đáng được Chúa chấp nhận. Lạy Chúa xin thương xót chúng con, vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rủ lòng thương nhân chúng con làm nghĩa tử, để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con xa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rằng người ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài chép sách tiên tri Amos. Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời Chúa phán về các ngươi và cả dòng giống mà ta đã đem ra khỏi đất Ai Cập. Trong muôn dân trên mặt đất, ta chỉ nhận biết một mình các ngươi. Vì thế, ta sẽ đến sát hạch các ngươi về mọi mặt gian ác của các ngươi. Hai người nếu không đồng ý với nhau, có bao giờ lại đi chung với nhau không? Khi chưa bắt được mồi, có bao giờ sư tử gầm lên giữa rừng không? Khi sư tử con chưa bắt được gì, có bao giờ người ta nghe thấy tiếng nó không? Nếu không có gì cạm bẫy, chim có bao giờ xa lưới không? Nghe tiếng kèn thổi trong thành, có bao giờ người dân không lo sợ không? Có tai họa nào trong thành mà không do Thiên Chúa điều khiển không? Thực ra, Chúa là Thiên Chúa không làm điều gì mà lại không mặc khải ý định của người cho các tiên tri tôi tớ của người. Sư tử gầm thét ai lại không run sợ? Chúa là Thiên Chúa đã phán, ai lại chẳng nói tiên tri? Ta sẽ triệt hạ những ngươi như Thiên Chúa đã triệt hạ Sômôma và Gô-mô-ra. Các ngươi đã trở thành như than củi cháy dở rút khỏi đống lửa. Thế mà các ngươi không trở lại với ta, Chúa đã phán như thế. Vì vậy, hỡi Israel, ta sẽ làm cho ngươi những điều này. Nhưng sau khi ta làm cho ngươi như vậy, hỡi Israel, ngươi hãy sửa soạn đón rước Thiên Chúa của ngươi. Đó là lời Chúa.
cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Kỳ ấy Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo người. Và đây biển động dữ dội đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức người dậy mà rằng: Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng tôi, kẻo chết mất. Chúa phán: Hỡi những kẻ yếu lòng tin, sao có ông thật nhát sợ? Bây giờ người trỗi dậy, truyền cho gió và biển yên lặng như tờ. Cho nên những người ấy kinh ngạc mà nói rằng: Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục? Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, có một điều xin chắc để mỗi lần khi chúng ta đọc các sách tin mừng, chúng ta ý thức rằng những cái trình thuật mà tin mừng ghi lại đấy nó không mang tính cách thời sự, như giống như là hôm nay trên các báo chí hoặc là truyền thanh truyền hình chúng ta thấy những cái thông tin viên ghi lại cho chúng ta những cái biến cố đang xảy ra trước mắt chúng ta, mà trái lại chúng ta biết các tác giả viết sách tin mừng như là Thánh Gioan viết trễ nhất khoảng năm 100, và tác giả khác nhất lãm Matthew, Marco và Luca viết vào khoảng từ năm 70 đến năm 80, nghĩa là sau khi Chúa Giêsu đã chết và sống lại mấy chục năm. Chính vì thế mà giờ đây các tông đồ ghi lại những cái trình thuật này trong một bối cảnh là dân Do Thái, các cái cộng đoàn giáo hội sơ khai đang bị bách hại. Vì thế mà để củng cố niềm tin cho các anh chị em tín hữu, các tác giả đã cho Thánh Thần soi sáng để suy tư, cầu nguyện và viết lên củng cố niềm tin cho anh chị em tín hữu trong hoàn cảnh gặp khó khăn đó. Thí dụ như trình thuật chúng ta theo hôm nay, Chúa Giêsu và các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia, cái con thuyền chở Chúa Giêsu và các tông đồ đó là hình ảnh của giáo hội đi truyền giáo đến với muôn dân, đến với lương dân. Chính vì thế mà sóng to gió lớn nổi lên như là muốn làm chìm cái con thuyền đó, là dấu chỉ của sự giữ của ma quỷ, các thế lực trần gian này muốn nhấn chìm giáo hội ngay từ khi còn trứng nước. Các tông đồ thì hoảng sợ, niềm tin chưa có vững vàng. Thế nhưng mà khi ông chạy đến với Chúa Giêsu, Ngài đang ngủ, Ngài xem như là vắng mặt, Ngài xem như là không quan tâm. Thế nhưng mà khi thức giấc, chúng ta thấy Chúa Giêsu quyền uy đó chỉ phán một lời là gió im biển lặng như tờ, để con thuyền đạt đến bến bờ bình an, đến nỗi gây ngạc nhiên, hoảng sợ và cũng khơi lên niềm tin nơi các tông đồ và Thầy Giêsu của mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi cứ đọc lại lịch sử giáo hội 2000 năm qua, chúng ta thấy rất nhiều lần giáo hội trải qua những cơn sóng to gió lớn của các thế lực ở bên ngoài để rồi tấn công giáo hội. Không những thế mà ngay trong lòng giáo hội nữa, chúng ta thấy ngay từ thế kỷ sơ khai, chúng ta thấy có rất là nhiều lạc giáo lạc thuyết nổi lên. Thế nhưng mà Chúa vẫn thức giấc khi mà giáo hội cầu nguyện để ban bình an cho chúng ta. Không chỉ là giáo hội mà thôi, mà cái con thuyền cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy. Cái ông bà anh chị em ta năm nay không biết bao nhiêu tuổi rồi, 70, 80 tuổi, thật có lẽ các cụ có 90 tuổi nữa, nhưng chúng ta mừng thượng thọ cụ bà Teresa hôm nay đấy. Vậy là cuộc đời chúng ta trải qua bao nhiêu là biến cố xảy ra trên đất nước Việt Nam chúng ta, ít nhất là biến cố năm 54 chẳng hạn, năm 75 chẳng hạn, và từng ngày sống của chúng ta, đặc biệt là qua cơn dịch cúm Covid vừa qua, chúng ta thấy chúng ta lo sợ chứ, cái chết có thể là cận kề với chúng ta chứ, chúng ta làm gì? Có lẽ chúng ta chạy đến với Chúa, xin Chúa ban cho chúng ta được sống trong bình an, xin Chúa chữa lành chúng ta. Và chúng ta thấy Chúa đã ban ta vượt qua được cơn dịch cúm Covid-19. Có thể đó là trong gang tấc để chúng ta vẫn còn hiện diện trong thế hôm nay để tạ ơn Chúa. Đấy là những biến cố lớn, những biến cố nhỏ như bệnh hoạn tật nguyền, hoặc là gia đình chúng ta có những sự cố xảy ra, con cái chúng ta chiêng ngoan chân tốt, vân vân. Tất cả những cái cơn sóng to đó, có khi là to, có khi là nhỏ, nhưng mà luôn luôn đe dọa cuộc đời của chúng ta. Con thuyền cuộc đời chúng ta như chiếc thuyền nan, chắc chắn nhiều khi chúng ta cũng hoảng sợ lắm. Nhưng mà nếu chúng ta biết chạy đến lòng thương xót của Chúa, tin tưởng phó thác đời chúng ta,
cho cuộc sống của chúng ta cho Chúa. Chúng ta thấy chúng ta được bình an. Mỗi lần chúng ta đi dâng lễ tôn vinh lòng thương xót Chúa, tôi vẫn nghĩ rằng quý ông bà anh chị em ta cảm thấy bình an lắm. Đây là một cái hạnh phúc. Chúa thấy có điểm tựa và Chúa là đá tảng, là nơi chúng ta nương náu bình an. Vì thế mà chúng ta dâng lễ hôm nay với tâm tình tạ ơn Chúa. Và gợi lại trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy dân Do Thái ngày xưa được ơn Chúa nhiều lắm, thế nhưng mà họ lãng quên những kỳ công Chúa đã thực hiện, rồi bị cám dỗ chạy theo những cái thần tượng ngoại lai. Nhất là thần Ban, chúng ta thấy luôn luôn là một cơn cám dỗ. Họ nghĩ rằng thần Ban là cái ông thần làm cho mưa gió thuận hòa, rồi các bầy súc vật sinh sôi nảy nở. Người ta nghĩ rằng thờ Ban đấy họ sẽ được những điều tốt đẹp như vậy. Họ bỏ Chúa, họ chạy theo các đối tượng đó. Amos được Chúa sai đến để nhắc nhở, khi nào mà sư tử mà rống lên thì ai chẳng sợ. Cho nên Chúa cảnh cáo họ qua những cái biến cố đang xảy ra, nhất là gợi lại những cái biến cố quá khứ thành Sodom và Gomorrah, có thể đó là sung túc như vậy đấy. Đáng nhớ họ phải tôn thờ và tuân theo lệnh của Chúa là sống tình yêu. Thế nhưng mà họ làm nhiều điều tội lỗi đến nỗi Chúa quyết định trừng phạt, ngay cả khi ông Abraham đã cầu xin Chúa ban ơn tha thứ. Nhưng mà vì tội quá lớn quá nặng, Chúa cảnh cáo họ và Chúa cũng cảnh cáo dân Israel của Chúa. Và biết đâu lắng nghe lời Chúa vẫn mang tính cách thời sự đó, có những biến cố đang xảy ra nơi này nơi khác. Khi ông bà anh chị em ta theo dõi cục diện thế giới, chúng ta thấy cuộc chiến tại Ukraine nó rất thảm khốc, cuộc chiến tại giải Gaza đó rất là nặng nề. Rồi chúng ta còn thấy cái thế giới ngày hôm nay đang phân cực để có thể xảy ra thế chiến thứ ba trong gang tấc. Nhưng mà chúng ta tin tưởng một quyền năng của Chúa, Ngài đang ngủ, chúng ta đến đánh thức Chúa, đến cầu xin Chúa cứu chúng con. Bởi vì nếu mà thế chiến thứ ba xảy ra đó, thì cái kho vũ khí hạt nhân của các nước đó chắc chắn tan của địa cầu của chúng ta đấy. Tận thế là cái đó, rất là dễ. Chứ vì thế không ai có thể giải pháp cứu chúng ta khỏi cái tình trạng đó ngoại trừ đến với lòng thương xót Chúa, tin tưởng phó thác thế giới này, cuộc sống mới của chúng ta cho lòng thương xót Chúa. Và chỉ có Chúa mới đem ta một giải pháp hòa bình, trong bình an, trong công lý và trong tình yêu thương mà thôi. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa cho lời chúng ta lắng nghe, Chúa mời chúng ta trở thành ký cô của lòng thương xót Chúa. Và đặc biệt là chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta cố gắng xây dựng cái tình thương, xây dựng niềm vui và bình an trong môi trường sống, khởi đi từ bản thân. Chúng ta có Chúa, có tình yêu của Chúa ở với chúng ta. Chúng ta đem tình yêu bình an đó về với gia đình, đặc biệt mỗi khi chúng ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đồng thời môi trường sống với anh chị em xung quanh. Ước mong mỗi người Kitô chúng ta hãy luôn luôn là hiện thân của lòng thương xót Chúa, để chúng ta cầu xin Chúa ban cho thế giới hòa bình, ban cho cuộc sống chúng ta được sống trong bình an của Chúa. Và nhất là chúng ta cầu xin Chúa chúc lành cho giáo hội, cho quân thuyền của giáo hội, quân thuyền của giáo hạt, cũng như con thuyền của giáo xứ, của cộng đoàn lòng thương xót Chúa của chúng ta luôn luôn được đi trong bình an, trong tình thương của Chúa. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện, đây là của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha, để ta tổng tôn vinh danh Chúa, và nêu hình cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa đã dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ. Xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô, người ẩn sống và hiến trì muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ con yêu dấu của Chúa, Chúa đã tác thành nhân loại thế nào thì Chúa cũng lấy lòng rất nhân từ mà tái tạo như vậy. Bởi đó mọi loài tu tao phải phụng thờ Chúa. Mọi người đã được cứu chuộc ở khắp nơi đều cung kính ca ngợi và các thanh đồng tâm chúc tụng. Vì thế cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và luôn ân hoan tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Khi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận đức tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin gia đình hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Cha Phụ Ta Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin gia đến tôi tớ Chúa là các linh mục tu sĩ và anh chị em tín hữu trong cộng đoàn giáo hạt chúng con. Các linh hồn mà chúng con dâng thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ, Thánh Faustina và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đại thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đăng ký chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa, Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Chị em chúng ta hãy chúc bình an Chúa. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng mang Chúa ngữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành hẳn.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Thiên Chúa từ bi nhân hậu, con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước mình và mau con Chúa lòng nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa qua tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Amen.